Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì mình sẽ xóa bỏ cái logo MBBank trên chiếc ô này đi và sẽ thay thế bằng một cái logo khác. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cái công cụ Merkin Tool này để tạo một cái vùng chọn xung quanh cái logo. Rồi mình sẽ chọn vào Edit, chọn vào Fill. Và ở mục này mình sẽ chọn vào Content Aware. Ok. Như vậy là mình đã xóa bỏ được cái logo khỏi chiếc ô. Mình nhấn tổ hợp phím Ctrl D để bỏ vùng chọn. Tiếp theo mình sẽ mở một cái bức ảnh chứa cái logo khác để mình chèn lên và mình sẽ mở cái logo của VNMask. Thì như các bạn thấy là trên nền của cái logo này là nền màu trắng, vì vậy mình sẽ phải làm trong suốt, mình sẽ xóa bỏ cái nền màu trắng này đi trước đã. Mình sẽ sử dụng cái công cụ Magic Eraser Tool này và mình sẽ kích vào một điểm bất kỳ trên cái nền trắng. Mình sẽ phóng to lên và sẽ tẩy đi những cái phần vẫn chưa được làm trong suốt. Rồi sau khi mà mình đã tẩy xong cái nền thì mình sẽ kích vào công cụ Mô Tool rồi giữ chuột trái vào cái logo này. Rồi kéo sang bên cái bức ảnh chứa cái ô rồi thả ra. Mình sử dụng phím Ctrl T để phóng to hoặc là thu nhỏ cái logo, hoặc là mình có thể di chuyển đến cái vị trí phù hợp với mình và mình sẽ ấn Enter. Và mình thấy thì cái logo màu đỏ này đặt trên cái nền xanh của cái ô thì nó không được nổi bật cho lắm. Vậy mình sẽ muốn đổi cái màu của cái logo này sang màu trắng. Mình sẽ kích chuột vào đúng cái layer của cái logo này rồi chọn vào biểu tượng FX. Tiếp theo mình sẽ chọn Blend Option. Trong hộp thoại mình sẽ chọn vào Color Overlay. Thì như các bạn thấy là cái logo này đã được chuyển sang màu đỏ, và để chuyển sang màu trắng thì các bạn có thể kích vào đây để lựa chọn màu trắng. Ok. Và bây giờ mình sẽ xuất bức ảnh ra nhé. Save as. Mình sẽ để đuôi là JPG và mình lưu ở trong màn hình desktop. Ok. Đây, và đây chính là cái thành quả của mình.